Thưa quý vị, nhiều năm trôi qua, những hộ dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lạc Dương, vẫn đang phải bất chấp hiểm nguy đi qua những cây cầu tự chế. Dù bất an và nhiều lần xảy ra các vụ tai nạn, nhưng họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Phản ánh trong một ống kính cuối tuần kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những cây cầu mục nát không còn giá trị sử dụng. Chỉ cần sơ sẩy là người dân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hàng ngày, hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố Bờ B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương vẫn phải qua lại khu vực dòng suối để vận chuyển hàng hóa và đến nơi sản xuất. Cầu tự chế, đường lên xuống quanh co, cầu lại không có thiết bị bảo vệ. Đã có nhiều vụ tai nạn gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại đến tài sản của người dân nơi đây. Nói chung em biết thì chắc cũng chục lần rồi. Chục lần người té chở cà cũng rớt xuống rồi may mà đó nước nói chung chưa dâng lên, nước mà dâng lên chắc cũng trôi luôn đó. Khi năm cách đây cũng như là 2 năm cũng có mà năm vừa rồi cũng có này. Đó mà may không bị người, cả xe cả người lặn xuống luôn. Mưa mà về thì nói chung lũ là không về được. Là phải đứng cả tiếng đồng hồ, đôi khi phải chạy vòng đường trên chỗ trạm điện đó, đó mới về được. Dân hàng ngày đi qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà mỗi một lần đi được rất là cực. Ngay đi không đã là cực rồi, chưa nói đến cái việc mà đi phải chở vận chuyển hàng. Mà vận chuyển hàng thì chỉ là nhẹ thôi, chứ còn nếu vận chuyển mà hàng nặng thì chịu không có đi qua được. Với địa hình đồi núi, nhiều khe suối, khu vực sản xuất lại cách xa khu dân cư. Trên địa bàn huyện Lạc Dương hiện có hàng chục cây cầu dân sinh do người dân tự lắp đặt để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa cũng như sản xuất. Do tự chế tạo nên nhiều cây cầu được làm bằng vật liệu hết sức đơn giản. Tận dụng gốc cây, trụ điện để qua sử dụng nên hầu hết rất nguy hiểm. Làm vườn năm nay là mười mấy năm rồi mà cái cầu này nó hư quá, làm vận chuyển hàng hóa không được. Bây giờ trong cho các cấp chính quyền để hỗ trợ làm cái cầu cho bà con đi, chứ hàng hóa con buôn đồ mua ép giá lắm. Mặc dù nguy hiểm nhưng nhiều hộ dân cũng phải bất chấp vì cuộc sống mưu sinh. Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay nguyện vọng thay thế và xây dựng cầu mới của người dân huyện Lạc Dương vẫn chưa được giải quyết. Trên địa bàn thị trấn Lạc Dương còn một số cây cầu tạm, chủ yếu là cái cầu dẫn vào các khu sản xuất của bà con và đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc. Hiện nay cũng đang định hướng là phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao. Do vậy cái việc chuyên chở hàng hóa cũng như là sản phẩm nông nghiệp là rất là bức thiết. Do vậy là mà địa phương thì nguồn vốn là không có. Do vậy là địa phương cũng rất mong muốn là các ngành, các cấp, đặc biệt là tỉnh có cái quan tâm tạo điều kiện đầu tư một số cây cầu cho bà con. Hiện nay là đối với những cái vị trí cầu, đặc biệt là cầu treo đi lại mà có nguy cơ về cái tai nạn, đặc biệt là vào mùa mưa, thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã ra soát lại có cái bảng cảnh báo. Chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giao thông và cũng đang Sở Giao thông cũng đang có xây dựng cái đề án để tìm đề xuất với Trung ương các cái nguồn vốn để đầu tư cái chương trình này. Mùa mưa lũ đang đến, những hiểm họa đang chờ trực, sẽ không tránh khỏi những vụ tai nạn thương tâm nếu ngành chức năng của tỉnh, chính quyền huyện Lạc Dương không sớm có những giải pháp cho việc kiểm tra, đầu tư nâng cấp những cây cầu dân sinh ở địa phương. Do gia đình đông con, đất đai sản xuất chỉ được một sào, nên gia đình bà Ca Gà Lan suốt nhiều năm liền luôn bị cái nghèo bủa vây. Cuộc sống của gia đình bà chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi từ làm thuê, làm mướn,